cả những cái công nghệ điều trị ở tại phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya của chúng tôi thì tôi đều là người đã từng trải nghiệm cái công nghệ này rồi. Tức là tôi đều nằm xuống để cho các bác sĩ chạy máy. Ở phòng khám thì có rất là nhiều các bác sĩ. Đấy, không phải là chỉ có một mình bác sĩ Hoàn mà có nhiều các bác sĩ khác nhau. Và chúng tôi thường xuyên là phải chạy ở trên da của chính bản thân các bác sĩ để chúng ta cảm nhận được cái gọi là cái cảm nhận nó như thế nào để chúng ta có thể tư vấn cũng như là điều trị cho bệnh nhân để mang lại cái cảm giác thoải mái nhất.